bị như nào anh? Tháo ra mang ra ngoài. Sửa nên anh em mình về chỗ qua lại thôi. Bơm nó bị như nào anh? Bơm nó không chạy được à, hay như nào? Không thấy bơm được nước lên, anh tháo ra rồi. Rồi thế thì em vào em xem cho. Đấy nhìn đây xem nào. Rồi. Anh vứt ở đây để cho em xem. Đang định mang đi ra ngoài sửa. Đây để em xem. Có cái quạt nó rất nhiều cóc cóc. Bây giờ em sửa xong rồi bơm em vào. Bây giờ anh tháo hết ra? Tháo hết ra, định tháo ra mang ra ngoài sửa nữa. Rồi. Nhưng mà có ông về xem ông không biết sửa đâu. Dây điện chắc là bị làm sao rồi, sao vậy? Tháo tung banh à? Tháo ra hết rồi, nhưng mà anh bảo kêu tháo thôi, không có biết sửa đâu. Tháo ra. Cái này hỏng lâu chưa anh ơi? Đấy, hỏng được hơn tháng rồi. Hơn tháng rồi. Không có cái trụ này. Mình phải thay cái dây điện này, chắc phải thay cái dây điện này. Cả cái quạt không thấy đâu.
ơi. Anh cái máy này anh không có tụ nó không quay được, em thay cái tụ mới cho nhé. Hả? Em thay cái tụ mới cho nhé. Rồi. Cần thay gì cứ thay đi. Vâng vâng. Nóng lắm. Có quạt không? Anh bê cái quạt ra quạt mát. Có anh có thì thằng tôi anh. Nóng lắm. Vâng. Có quạt thì lại mát quá nhỉ. Nè, cứ rồi. Quạt kêu thế. Kêu anh chỉnh tí cái này nhé. À, để em có sửa cho. Cứ kêu này. Vâng. Ôi, cảm ơn anh nhé, mát quá.
Anh ơi, cái cánh quạt của anh nó đi đâu rồi? Đấy là, thế thì em thay của em vào nhá. Đang sửa máy bơm nhau ạ. Thế xong vào chỗ mát đi. Ở đây cũng chẳng có chỗ nào mát được. Chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị xong rồi. Đâu đi làm. Chuẩn bị xong rồi, còn một tí nữa xong rồi. Sửa. Bây giờ toàn đi hộ họ sửa chữa cái này thì mới có nhiều tiền. Chứ còn bây giờ mà cứ đi rừng xong lấy mấy cái kia bán thì cũng không ra được tiền đâu. Đấy, ngồi xuống đây. Nóng quá. Sáng nay đi qua thì họ gọi lên sửa không biết được một tí nên sửa. Hôm trước sửa xe, sửa cái đi kia được nhiều tiếng. À, tính lắm. Có cái nào hỏng thì sửa thôi. Xem trong kia có ở đây chủ nhà có nước uống không, lấy cho một cốc nước. Thật đấy. Nước gì? Nước kia làm sao mà uống được. Đi lấy đi. Này. Nắng muộn rồi, về đi. Cứ về trước đi, cố gắng sửa một tí xong còn lấy tiền công nhé. Có một tí xong rồi bây giờ đưa vừa bạn xong chuẩn bị cái này hoàn thành rồi còn giờ này. Về đi con. Ừ. Đây xe cho. Đứng ở sân bên này đi, đứng sang bên này. Ngồi xuống tre cao quá, không mát được. Về trước đi, không chê được đâu. Về trước đi tí nữa, có thằng cò nó lại khóc, về. Về nhé. Về đi. Về thật nhá.
Cuối cùng cũng xong. Anh ơi, xong rồi anh ra đây cắm điện cho em với, cắm nhựa, cắm nhả, cắm nhả nhé anh, cắm nhé. Nói anh ạ, nói cái gì biết sửa à, cũng không biết sửa, biết sửa rồi hết đây. Đây tí ống này anh chắc cũng lâu rồi nhỉ, này từ lúc mới bơm về đấy, ống này từ lúc đấy ống này phải có keo gắn nên ảnh hưởng này thì nó không nên là anh có cái chậu nước không để bơm thử xem nào. Anh ơi, cái chậu nước to rồi đấy. Đây, anh dính như thế này, dính như thế này. Ngồi một tí lên đây. Đấy, nó không hở nước là nó có thể. Bác cắm lại đi. Khi nào mà anh dùng thì anh lại gắn keo ở đây nhé. Xong nước thì anh mồi nước cho nó đầy, cái ống này đầy cả trên này thì nó mới hút được. Nếu mà nó mà không hút được là nó lại bị tụt cái này này. Cái này nó bị tụt thì nó nước nó ra ra hết thì nó không có hút được đấy, không có nước ở trong này, không có nước ở trong cánh quạt này nó không hút được. Lúc nào cũng nếu mà nó bị tụt nước thì anh lại mồi nước vào đây theo ống này là được. Cái dây này em thay mới để tại dây kia nó cũng bị nứt rồi ấy. Nó không được an toàn. Thế bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Anh vào sửa cái quạt, sửa nước cái quạt này này. Nó kêu quá.
Mát thật, yên tĩnh luôn. Mát quá. Anh ơi! Xong rồi anh ơi! Vâng. Bao nhiêu tiền đấy? Anh kiểm tra xem có lối chỗ nào không, để có gì thì em lại qua em bảo hành. Ha? Ngon. Máy bơm thì quạt thì lại quạt thì sạch sẽ lại ngon, chạy im luôn.
Phần này tại nó bẩn quá anh ạ. Nó bẩn quá, xong dưới đế này nó bị lỏng quá. Ở trong này nó có con ve, nó lại làm tổ trong này, nó mất cân bằng, nó mới kêu ầm ầm đấy. Em rửa sạch sẽ ấy rồi. Anh chăm sóc và nó sạch sẽ, quạt nó mát này. Với lại cái này của anh số này nó hỏng hết rồi, còn mua một số thôi. Hôm nào nó hỏng hẳn thì gọi em qua em sửa cho. Được. Bao nhiêu ấy? Của anh cái máy bơm này em thay dây điện này. Máy bơm này thì em thay cho anh dây điện này là 3 mét. 3 mét ở trong này thay một cái tụ với một cái cánh quạt nữa, quạt mát cho nó. Nếu không có quạt mát thì thời gian là nó bị cháy, nó nóng quá nó cháy. Thế này thì cả cái quạt này của anh hết là 200 anh ạ. 200 à? Vâng. Thế anh thiếu tiền rồi. Dạ. Anh thiếu 15.000. Thiếu 15.000. À 15.000 thì thôi anh ạ. Thôi em cũng lần đầu sửa nên anh em mình lấy chỗ qua lại thôi. Thế hôm nào vào vâng. Anh hỏng anh lại vào bảo với mình sửa nhất. Vâng, anh vâng. Giả thức. Vâng. Có tiền đấy. Vâng vâng. Thế anh cất đồ đi. Cảm ơn nhé. Em dọn đồ của em. Có gì muốn sửa gì gọi em nhé. Vâng, nhà em ở trên này thôi. Anh cất cho em về nhé. Hôm nào hỏng gì lại về hộ anh sửa nhé. Vâng vâng. Em về nhá.